Tối mùng 8 tháng 9, Gala Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2023 với chủ đề Tiếng Mẹ Thân Thương đã diễn ra thành công. Chương trình với nội dung đặc sắc đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Để tiếng Việt luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình nghệ thuật Tiếng Mẹ Thân Thương. Việc giống như một cái kho báu chôn trong vô thức của mình. Cái kho báu nó bị chôn trong 40 năm. Kính mời đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ lên sân khấu trao hoa và giấy khen của chương trình tới các sứ giả đang hiện diện trên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời Thứ trưởng. Thật sự là một cái cảm xúc rất là tự hào và rất là vinh dự khi là sứ giả tiếng Việt năm 2023 tham dự gala để trong vai trò sứ giả Việt Nam ở nước ngoài 2023. Tôi cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì là chỉ có 5 sứ giả trên toàn thế giới thôi. Để cho nên là cái cảm xúc lúc đấy cũng khá là vui. Và đồng thời nó cũng có gây một chút áp lực hoặc là một cái sự thấy một cái trách nhiệm tương đối là lớn với cả mình với vai trò là sứ giả thì mình sẽ tiếp tục làm gì nữa trong những thời gian tới. Lần đầu tiên khi tôi nghe thấy tên là Tiếng Mẹ Thân Thương, tôi đã cảm thấy rất là gần gũi và giản dị. Ở đây thì tôi có để ý là trước khi tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ trở nên thân thương thì mọi người đã trải qua khá là nhiều quãng thời gian bị mất kết nối. Tiếng Việt ở tại đất sở tại mà chúng tôi ở ấy, nó rất là có ý nghĩa, nhất là những người con xa quê. Để nói về tiết mục mà tôi ấn tượng nhất thì có lẽ là tiết mục kịch hình thể. Bởi vì đây là một tiết mục rất là mới so với các chương trình gala của Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy là không có lên tiếng, lên lời và cũng không có hát, nhưng mà tôi cảm thấy nó có cảm xúc trong lòng. Và khi tôi xem thì tôi cảm thấy là thực sự đã chạm đến cái cảm xúc của một người ở nước ngoài, một người Việt ở nước ngoài như tôi. Đưa con vào đời